Channel của Kim và Bi. Đây thì 1.000, đây thì 2.000. Bi đừng quên không. Này là 20 nè, 10 nè, đi đường quyền không? Ê, thôi không xàm nữa. Mình đi đường quyền á, mình nhắm mắt lại xong cái con len nó chiếc mình nó nhặt ra luôn rồi. Nghiêm túc nè. Nghiêm túc. Thì mấy bạn biết bây giờ là mấy giờ rồi? 7 giờ sáng đó. Thì mấy bạn biết rồi đó. Hồi lần trước á là mình cho game dưới xù á là hai đứa nó tởn mình luôn mấy bạn. Nên là tụi nó sẽ không bao giờ dám cho mình nấu ăn thêm một lần nào nữa đâu. Món ăn nhớ tới đời luôn mấy bạn. Thì hôm nay xù á, nó dậy sớm nó đâu dám ngủ nữa đâu. Tại vì nó sợ mình nấu ăn lắm. Nhưng mà chưa đâu, vẫn còn một thanh niên đang ngủ rất là mê say. Và mình nói cho mấy bạn nghe. Mình quên rồi. Mỗi lần á mà wow, luôn. Nhưng mà tôi nói cho mấy bạn nghe, mấy bạn biết mỗi khi mà mình dẫn chương trình á, mình học suốt đêm luôn, mình set up rất là ok luôn. Nhưng mà mỗi khi mà mình chuẩn bị mình quay video mình dẫn chương trình á, quên sạch hết luôn, không nhớ một cái gì trong đầu hết trơn á. Nên là mấy bạn thường thường thấy mình ít khi nào mà mình dẫn chương trình là lý do như vậy đó. Thì mấy bạn cũng biết cái video hồi lần trước á, là mình cho Ken dưới xù á, mấy bạn biết cái màn dẫn chương trình của mình nó lên mấy tiếng không? 2 tiếng thì nhiều đâu có nhiều. Rồi hả? Nói chung á là về cái vấn đề mà dẫn chương trình là mình chán mình lắm mấy bạn. Mình nói tới nó luôn mình không biết hồi mình nói cái gì luôn á mấy bạn. Mà nói chung á là Ken dưới xù nó tởn rồi mấy bạn. Nên là bây giờ mình được cái đà rồi, mình làm tới luôn. Là hôm nay mình sẽ bắt buộc thằng Ken thức dậy nấu ăn cho mình. Mấy bạn biết không? Tụi mình lên đây ở là 2 tháng rồi đó mấy bạn. Mà lúc nào thằng Xù cũng là người nấu ăn. Thầy mà tao không biết nó nấu ngon. Ủa mày cười gì vậy? Ủa tôi biết là tôi dẫn chương trình nhạc. Tôi biết mà. Mấy bạn thấy tôi dẫn chương trình nhạc không? Mấy bạn thấy tôi dẫn chương trình nhạc không? Nhưng mà nói chung là cũng có nhiều bạn á là kêu tôi dẫn chương trình đi, tôi mới dẫn thôi. Nhưng thật sự là tôi cũng không thích dẫn lắm đâu. Tại vì mỗi lần tôi dẫn chương trình là tôi cứ quên, tôi cứ nhớ hoài, cái não tôi bị cái vàng lắm đó mấy bạn. Tôi ăn xong tôi ngủ. Tôi nói thiệt luôn, tôi dẫn chương trình tôi cười mệt luôn á mấy bạn. Không biết mấy bạn có cười không? Mà tôi thấy mất cười mệt luôn á. Ủa tiếp theo làm gì? Ủa tiếp theo là làm gì nhờ? Kêu chị ức dậy. Đúng rồi. Đúng rồi. Nè, đúng rồi, kêu nó ức dậy thôi. 1, 2, 3. Không biết tiếng Anh. No, speak English. Trả lời. 3, 2, 1. Ừ đúng rồi, bây giờ mình sẽ kêu nó ức dậy để mà nấu ăn cho mình ăn á mấy bạn. Ok, đi đi. Ok, đi thôi. Đây, nhớ theo tôi nha. Trời đất ơi. Cho nó thức dậy đi. Bây giờ mày, 1 là mày thức, 2 là tao thức. Tao nói là ông rồi. 2 I love you, I family. Trời đất ơi. Điên rồi. Phải không? Nè nè, đừng quýnh tao, tao mét mẹ đó. Tao nên tao mét mày.
Trời ơi, cái giọng cười. 8 giờ rồi, mày biết tao dậy thức dậy 7 giờ 1 tiếng đồng hồ rồi không? Mày phải thức dậy đi chứ. Mày đi em quay hoài, lại thôn em nữa đi. Không cho, hôm nay, bạn bì. Trời đất ơi, chị Dư hơi với ai? Trời ơi. Vậy đi, không đi. Đi gì? Nói này tao đi ăn nè, mày đợi tao xíu. Trời ơi. Ai em biết đâu á. Vậy chỉ cho anh này nè, nó món này á, mới thấy trên TikTok đó với chị, cái chị này nè. À cái gì mà tôm cuộn gì á. Nè, chị. Không. Không biết con đi. Trời ơi, cái giọng cười. Chị nè. Happy birthday to you. Happy birthday. Mì Hàn Quốc với lại xúc xích đó ăn ngon cực kỳ ngon. Ăn siêu ngon siêu dẻo. Thơm ngon nó nở trong mùa hè. Ăn dạ vâng. Ê, đồng ý. Ngu. Mày, có muốn không? Ta này 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 này. Xíu rồi. Trời ơi cái bụng. Trời ơi cái bụng nó tròn xe. Chang cái dừa alo mi Chang. Y Chang không mít. Cái bụng. Ôi ơi mà bụng nó. Không mập nè. Chỉ có là bự thôi. Tay ốm, chân ốm. Ủa lộn tay ốm, chân ốm. Tít cũng ốm. Chỉ có mỗi đầu bự và bụng bự. Không. Đi nè, baby, cái mẹ. Trời nó lì mẹ. Nó lì mẹ đó. Đi nè con. Ôi, mẹ. Mày đi, nó vô tắm rửa ỉa. Ỉa đá đi rồi đi ra nó ăn cho bia ăn. Nè, rửa chưa. Bia, nó đi nó ăn cho mình rồi. Yeah. Nè, em nấu đồ ăn cho bia ăn rồi. Mình gì mà nó nói mình mập nè mấy bạn. Quá đáng. À cô ấy sẽ làm gì đây? Cô ấy đổ vào thau nước. Anh lộn đổ vào thau mì. Mì đang được những giọt nước thấm vào. Mì đáng mềm, mì đáng mềm coi. Thật là bất ngờ. Ôi, nước thật là nóng. Vâng, mì nó thật sự mềm coi. Và cô ấy sẽ làm gì tiếp theo đây? Hãy chờ tập tiếp theo nhé. Ổng đó. Rồi, bóc gia vị đi. Trộn mì đi. Nhìn lạ vậy. Lần đầu tiên thấy mì có hình con gấu. Siêu cute luôn. Cái mặt của nó kìa. Rồi sao nữa? Lấy xúc xích cuốn. Ủa lộn, lấy mì cuốn xúc xích này. Trời đất ơi, bà ơi sao bà không lấy dao? Không ơi, rồi sao nữa? Thì đem lên chiên thôi chứ sao. Nằm đợi mệt muốn chết luôn á. Ngồi làm mệt muốn chết ở ngoài tiếp luôn. Lên
ngủ quá mắt không mở lên nổi luôn nè. Đâu mắt mở không nổi đâu. Đâu mắt đây. Mày hả mày? Khóc. Trời ơi. Lẹ lẹ vậy? 180 độ vậy? Mẹ mình đi xúc xích đi. Mà mì cuốn xúc xích thì nó không biết khác nhau chỗ nào luôn á. Nó chiên mì đi. Nó chiên xúc xích lên rồi ăn kèm với nhau. Quặn nở với nhau thì không biết nữa. Trời ơi, lật mắt trước. Cười theo nữa. Lẹ tay. Tôi sợ về cho ra chứ. Khùng quá đi coi. Thấy nó điên gì vậy trời. Mà cái thằng cái mì. Ồ cái mì vào đây cho đẹp. Cái tiếng như này. Đẹp chưa? Trời ơi bằng cây nào đẹp chưa đẹp luôn. Nấn nụng nãy nào nuốt nết luôn. Thằng ta lòng như chết luôn. Ủa nước đâu? Ngon đấy. Không biết ăn xong rồi nó sao đây. Mà non luôn. Nem nè ăn lấy nướng mình nữa. Buồn lắm. Đây này lên cho mày đó. Hai tao cũng cho mày. Làm khó ơi. Làm khó cây mai ga với trời. Hai tay cầm cây mai ga rồi ăn gì? Thì đây ăn xúc xích cuộn. Nhưng mà sao nó không giống ở trong camera? Ủa lộn. Video. Thật đó. Sao nó không giống ở trong video? Sao cái này nó nở vung tung té vậy? Đâu biết đâu. Được rồi. Giang chân. Ủa em không có tên. Trời đó. Đúng rồi. Lẹ không? Lẹ không? Cho cây gậy bóng chày bay tới Bắc Mỹ luôn. Nha mày. Nha mày. Tao cầm không nổi. Cái đó là dòng cường ỉa đó. Đó là dòng cường ỉa hả? What the hell? Tao không hiểu gì hết. Nè 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 nè. Đừng nói dối. Đừng nói dốc nha. Đừng nói xạo nha. Nói cái gì vậy trời? Cái giọng cười của chị là giọng cười thỏa mãn. Giọng cười của em là giọng cười vừa ra. Chưa có thỏa mãn, mới vừa sung sướng thôi. Cười tiếp. Hai tay cầm camera cứ đưa đồ ăn trước mặt. Không có yêu hồi trước đâu. Không ăn nó lấy cái bà. Không có nó lấy cái mùa nội. Rồi ăn đi bye bye. Nấu xong còn bị phạt ăn nữa. Rớt nước miếng không? Ôi hôm nay nó miếng là tao rồi. Chris ăn đi. Mắc. Trời ơi, ăn đi trời ơi. Đi ngựa. Tôi xem chuyện nên. Bịt môi. Ăn không? Ủa, ăn này chưa đi ngớt á. Ủa, sao camera nó xẹo bên ta. Ủa, mày lấy chi ba cái đĩa vậy? Thằng này nó uống nước mà nó không ăn đâu. Đó là số phận của chắc, camera. Chắc tôi ngớt lên. Lấy ăn. Chắc tôi ngớt lên. Ok. Ủa, mày gặp đi cha. Mày gặp đi camera kiểu gì trời. Chưa okay. Lương giờ. Rồi. Gì vậy trời? Gắt chưa ôm chỗ nữa. Gắt thương thôi à. Hả? Gì vậy trời? Gắt có thể nào gắt tương cho nó có cái đường dài xíu được không? Ngắt ngang rồi. Ồ.
Mọi người ơi, đây là cây xúc xích. À, cây xúc xích bá. Cây xúc xích. Quận với mì. Mày đi rồi, ai bỏ cây xúc xích mày nói. Cây xúc xích quận với mì. Mà bà Bi điên. Bà bảo mình làm các bạn ạ. Mì này thì có thể xào lên cái xúc xích rồi chiên lên xong rồi ăn kèm cũng được rồi. Bà nhất quyết bà bắt mình phải cuộn như thế này chiên lên bà mới chịu. Bà điên đúng không mọi người? Bà điên, điên thật. Điên quá, mọi người bà điên thật. Bà ghê, điên ghê, ăn đi. 2-1. Nè bắt mình vô đi. Đủ mà chưa vô nữa. Chưa vô nữa. Vô, bà đứa cầm lên vô. Mình quay cho đẹp. Để chị hai đứa tương này có thấy không? Thấy. Bây giờ gặp bút đi. Chưa nè. Ờ. Cảm thấy thấy nha. 2, 2, 1. Chưa. Đã biết xíu. Khùng quá mẹ. Đã biết cổ hả? Vô đây. 3, 2, 1. Vô. Rồi. Rồi. Gớp luôn. Ngon không? I am very good tuyệt vời. Mình cũng đi vô. Vô. 1 2 3 Cái này đúng thật là vị của xúc xích. Mà nó quặn với cái vị của mì tôm. Ăn y chang với cái vị của mì tôm xúc xích vậy mọi người ạ. Mày điên quá đi, tao đang review mì cao cái kia. Đây là miếng dưa leo mọi người. Ăn kèm với xúc xích kẹp kẹp mì tôm. Dưa leo mà ăn chung với cả xúc xích kẹp mì á, nó y chang như kiểu dưa leo xúc xích kẹp mì á mọi người. Dưa leo mà nó không phải là cái vị dưa leo bình thường, mà nó là cái vị dưa leo trên cả cái mức dưa leo, mà là cái vị của dưa leo không phải. Có mấy mình ăn rồi này cho sơn nè. Ăn cũng đi, thế nào. Cũng đi. Em nhớ em nhai cho nó nhiệt tình ra đúng không? Không, ăn hai cái mì. Chiến đấu. Để ở kẹo không tôi. Mì tôm à, nó dai dai, nó giòn giòn, tại vì nó được chiên cùng xúc xích chiên, cái vị xúc xích nó cũng giòn giòn dai dai y chang như cái vị xúc xích ban đầu, ngon. Cái tí tay nó tạo. Rất mạnh cái đầu em đâu rồi. Ngon. Nãy giờ em quên quay. Yeah. Ăn gần hết dĩa luôn. Không có gì cho gần. Ủa vậy là tự nhiên ăn vui vậy thôi hả? Giờ em ăn quay được không? Đúng mẹ hết mẹ cái dĩa rồi còn đâu. Kêu mày làm cameraman cái gì á. Mày đi khùng hả? Em dậu á. Ôi nó dùng chưa mày luôn á. Giờ trên cá tuyệt vời. Ngớp từ lừa. Rồi quay nào không nổi. Mình có cái cảm giác cọng mì nó giống cọng mì lắm các bạn. Mình không biết tại sao nữa nhưng mà mình thấy vậy á. Kỳ ha. Một là nhạc, hai là nó nhạc. Cá ô. Xin trả bò trả cá ô. Yêu. Nãy giờ chưa có khúc này. Làm cho sơm sơm chút đi. Ok. Anh quên ơi. Ta ăn cho sướng đúng không? Nó nấu một món ăn. Món này mình thấy chấm điểm ok. Ăn vậy. Ăn vậy. Bạn ơi, ăn
ăn chút chứ lại tương ớt có gì đâu. Bạn người Việt Nam bạn nói chuyện suông suông xíu. Mình đi ngọng mấy má. Nói chung là ngon. Vô lại lên hai đứa mình ăn. Mà hôm nay á mình mà bài được còn thôi ăn đi. Anh mẹ nói. Vô. Nó là rất là ngon. Thôi nuốt đi, nói gì nói. Trời quá ngầu. Mời các bạn đi. Ăn ngoài chạy. Ăn hết dĩa luôn chưa mời nữa. Để 5 phút để tao sửa lại. Mời các bạn ăn cùng mình nha. Để chị nói nữa không. Nói gì nói lẹ đi cho em đi. Đi đâu? Mẹ mày yêu duyên quá à. Mày đi ẻ nó, mẹ đi ẻ. Trời ơi trời ơi, cái miệng như cái ống cống. À, mình không có. Rồi xong nha, đi rồi nói. Đi rồi nói. Mày ăn quất là phải ăn vậy đó. Đâu ớt ơi. Là vì sao chị mập? Là vì sao chị mập? Không phải là chị dành ăn, hãy nói với mọi người đi. Mà là lý do là lúc nào? Lúc nào? Thế cũng bỏ cuộc để cho mình bị đau là bị mập. Sao là ngoài nó ăn này của Ken thì Bi quyết định là Bi sẽ còn đài Ken nấu cho Bi ăn dài dài. Vui không? Vui không? Thôi giờ mình đi dẹp. Chút xíu mình ăn tiếp nữa mấy bạn. Video hết rồi. Dạ, mình cũng cảm ơn các bạn đã xem hết clip của mình. Nếu thấy hay hãy để cho mình một like, một subscribe, ấn chuông thông báo và các bạn hãy để lại comment cho tụi mình biết là ý kiến video nào hay và hãy yêu thương nhau. Và xin kết thúc clip. Chúc các bạn buổi tối vui vẻ.